Hello, chào các bạn. Mình kết hợp thử cái TV xoay công nghệ The Zero của Samsung và cái bộ karaoke công nghệ Key Beatbox của Sonka Media. Thì giờ đầu tiên là các bạn mở cái TV công nghệ này The Zero này lên. Đó, The Zero. Thì sau khi mở lên, các bạn kết nối cái TV này thông qua cái loa Bluetooth là cái Key Beatbox. Là mình vào ở trong cái menu Home. Đó. Xong rồi bắt đầu mình qua bên phần setting. Đó, cài đặt bắt đầu mình lên chỗ âm thanh. Cái đầu ra nè, đầu ra âm thanh nè, mình bấm vào cái Bluetooth, danh sách loa Bluetooth. Nó sạch thì trong đây cái có cái beatbox hiện lên, bắt đầu mình kết nối. Beatbox đã kết nối Bluetooth. Đó. Hãy mở ứng dụng Cloud Karaoke để hát karaoke. Đó thì mình không có mở cái ứng dụng của nó, thì mình mở cái ứng dụng YouTube mình hát. Đó, ứng dụng yêu cầu chế độ phong cảnh thì tự động cái ứng dụng YouTube này nó sẽ làm cho cái TV nó xoay. Các bạn cũng có thể mở trên điện thoại di động, sau đó các bạn xoay điện thoại thì nó sẽ xoay TV. Rồi bây giờ mình hát thử một bài karaoke cho các bạn coi thử cái hình ảnh và âm thanh nó kết hợp với nhau rất là tiện lợi, có thể di chuyển được. Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn. Có thể chỉnh âm thanh lên. Trên hai vai ta đôi vẫn nhận nguyện, rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào còn đây, lời nào còn là một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua. Vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại. Còn tình yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Các bạn có thể di dời cái TV này đi bất kỳ nơi đâu. TV có thể mua đi bất kỳ chỗ nào, bởi nó có tính di động và cái loa cũng vậy. Tất cả đều Bluetooth. Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa. Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ. Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiểu thủy, một bờ bờ non, một bờ mộng mị ngày xưa. Từng
từng đồ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ tay đi lên non cao, đi về biển rộng, đôi tay nhân gian chưa từng đổi lường, ngọn gió hoan vu thổi vũ xuân thì đôi tay nhân gian chưa từng đổi lường, ngọn gió hoan vu thổi vũ xuân thì. Các bạn thấy rất là tiện lợi, một chiếc TV công nghệ The Zero rất tương thích với các cái hệ điện thoại di động, và nó tích hợp loa AirPlay 2 luôn, cùng với kết hợp một cái loa karaoke công nghệ tạo thành một cái dàn karaoke di động. Các bạn có thể di dời dễ dàng đi bất kỳ nơi đâu, đem vô phòng ngủ, đem ra phòng khách, đem đi những buổi tiệc, xách đi thôi, rất là tiện lợi. Bài hát Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn đã kết thúc. Sẵn dịp quay cho các bạn một cái thấy các bạn cho các bạn thấy một cái bức tranh bằng gỗ của mình ngay cái chỗ mình ngồi làm việc. Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn, cái tranh này điêu khắc bằng gỗ. Đây những cái dòng chữ của Trịnh Công Sơn: tôi luôn luôn nhớ tôi luôn luôn nhớ thương tuổi trẻ, tuổi của tình yêu nồng nàn. Khi tôi yêu thương cái tuổi đời ngào ngạt hương hoa này, thì tôi đồng thời tôi cũng yêu một cõi đời tôi đã đánh mất. Trịnh Công Sơn.